Ung thư là căn bệnh nguy hiểm, là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có thể phòng ngừa ung thư bằng các cách chủ động, làm giảm các yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được như hút thuốc lá, béo phì, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, thiếu vận động, đồng thời phối hợp chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh ung thư để điều trị kịp thời. Ung thư có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, giới tính, số lượng ca mắc mới và số ca tử vong đang tăng dần theo từng năm, nên việc tầm soát ung thư cần được chú trọng. Sự phát triển kỹ thuật hiện đại trong xét nghiệm và chuẩn đoán hình ảnh giúp tăng khả năng phát hiện các loại ung thư thông qua tầm soát ung thư. Thông thường, tầm soát ung thư nên được thực hiện tối thiểu một năm một lần. Hiện nay, tỷ lệ ung thư ở nước ta gia tăng cao, người mắc bệnh ung thư đang dần trẻ hóa. Đa phần đến khi có dấu hiệu ung thư mọi người mới đi khám và kiểm tra, lúc này bệnh đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn trong việc điều trị, chi phí cao và khả năng phục hồi thấp. Tầm soát ung thư là phương pháp phát hiện ra tế bào ung thư từ giai đoạn sớm khi chưa xuất hiện dấu hiệu bệnh. Tầm soát ung thư thông qua việc xét nghiệm đơn giản, ít tốn kém chi phí nhưng đem lại hiệu quả cao, giúp người bệnh rút ngắn thời gian điều trị. Như vậy, so với việc điều trị ung thư gây nhiều đau đớn là tổn hại về mặt tinh thần cũng như sức khỏe của người bệnh, thì tầm soát ung thư là một cách phòng bệnh hơn chữa bệnh, là phương pháp bảo vệ sức khỏe đơn giản và đưa ra những cảnh báo về nguy cơ mắc bệnh chính xác. Có nhiều phương pháp tầm soát ung thư, tổng quan có thể chia thành các nhóm sau, hỏi bệnh và khám bệnh, giúp kiểm tra sức khỏe tổng quát của bạn và các dấu hiệu bệnh lý. Xét nghiệm, kiểm tra mẫu mô, mẫu máu, mẫu nước tiểu hoặc các chất khác trong cơ thể của bạn gợi ý đến các ung thư, hình ảnh học, những phương tiện tạo ra hình ảnh của các bộ phận bên trong cơ thể bạn giúp khảo sát các bất thường về mặt cấu trúc và chức năng của những cơ quan đó, qua đó gợi ý những hình ảnh sớm nhất có thể của khối u. Mỗi phương diện tầm soát đều có lợi ích và tiềm ẩn nguy cơ gây hại vì lý do đó nên bạn cần trao đổi với các bác sĩ trước khi thực hiện bất kỳ xét nghiệm tầm soát ung thư nào. lợi ích của tầm soát ung thư là phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm nhất khi chúng chưa có biểu hiện triệu chứng. những giai đoạn này có thể được điều trị triệt đề. bất lợi có thể gặp phải là kết quả dương tính giả khi các bác sĩ quan sát thấy những hình ảnh giống với ung thư nhưng thực sự không phải là ung thư. kết quả này sẽ dẫn đến việc thực hiện nhiều xét nghiệm, tốn kém nhiều về tiền bạc và thời gian. ngoài ra còn mang lại cảm giác lo lắng cho người tầm soát. Bất lợi gặp phải tiếp theo là chuẩn đoán quá mức. Khi các bác sĩ nhìn thấy những thứ nghi ngờ sẽ tiến triển thành ung thư, điều này dẫn đến những điều trị không thực sự cần thiết, được gọi là điều trị quá mức. Một vài bất lợi khác có thể gặp phải khi tầm soát ung thư, đau trong quá trình làm thủ thuật, hoặc việc tiếp xúc với tia phóng xạ từ chụp những ảnh trong tầm soát ung thư vú, hoặc chụp CT scan liều phóng xạ thấp trong tầm soát ung thư phổi. Mặc dù liều phóng xạ của các xét nghiệm này là tương đối thấp nhưng nếu thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ mang lại nhiều bất lợi cho bạn. Cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Trần Đức Cảnh trưởng khoa nội soi thăm dò chức năng bệnh viện ca để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Bệnh lý ung thư là một cái bệnh lý mà đang gây lên cái ánh gánh nặng y về y tế về kinh tế rất là nhiều. Hiện tại thì với cái chất lượng cuộc sống ngày càng cao, tuổi thọ của nhân dân ngày càng tăng lên thì cùng với đó là cái tỷ lệ mắc ung thư cũng tăng lên rất là nhiều và cái nguyên nhân gây tử vong do những cái bệnh lý ung thư hiện tại bây giờ cũng rất là lớn và chỉ sau những cái bệnh lý về rối loạn chuyển hóa ví dụ bệnh lý tim mạch thì bệnh lý ung thư đang là gánh nặng gây tử vong hàng đầu trong những cái nhóm bệnh lý y khoa như trước đây ấy, thì thường chúng ta nhắc tới những cái nhóm bệnh lý về nhiễm trùng nhưng bây giờ trải qua những cái bệnh lý nhiễm trùng là những bệnh lý không nhiễm trùng trong đó bệnh lý ung thư là một những nguyên nhân mà rất là nặng nề hiện nay à, trong điều trị những bệnh lý ung thư ấy, thì nó phụ thuộc rất là nhiều các yếu tố khác nhau thì điều trị bệnh ung thư thì nó tiên lượng dựa vào cái một là cái cơ quan bị bệnh, thể tế bào, giai đoạn bệnh, thể trạng bệnh nhân rất là nhiều yếu tố nó quyết định tới khả năng điều trị của bệnh nhân. trong đó thì cái giai đoạn phát hiện là điều rất là quan trọng, nó quyết định chính trong cái khả năng điều trị và thời gian sống thêm của bệnh nhân. và để kiểm soát được căn bệnh ung thư thì chúng ta cần phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. và để mà phát hiện sớm được thì cái vấn đề mà chúng ta tầm soát và đẩy mạnh các cái chương trình tầm soát mà có tính chất cộng đồng, có tính chất rộng lớn là điều rất là quan trọng. Ví dụ như đối với ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, khi bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn 1 thì cái tỷ lệ điều trị khỏi có thể lên tới 90, 95% có một số những nghiên cứu chỉ chỉ ra là 98%. Nhưng khi mà bệnh nhân phát hiện ở giai đoạn 4 thì có thể cái tỷ lệ sống thêm sau 5 năm của bệnh nhân chỉ còn lại là 10 đến 20% mà thôi. Do vậy thì cái việc mà phát hiện sớm là điều vô cùng quan trọng trong cái việc mà chúng ta kiểm soát căn bệnh hay bệnh lý ung thư. Ở trong vấn đề tầm soát ung thư, tầm soát ung thư có nghĩa là chúng ta sẽ phát hiện bệnh ung thư ở những cái nhóm đối tượng nguy cơ cao mà chưa biểu hiện triệu chứng. Tầm soát thì có một cái ý nghĩa rất là lớn cho cộng đồng như bác sĩ vừa có chia sẻ trước đây, đó là khi mà chúng ta tầm soát phát hiện sớm bệnh thì chúng ta sẽ chữa khỏi cho bệnh nhân, từ đó sẽ giảm được những cái gánh nặng về mặt y tế về kinh tế cho xã hội cho gia đình và cho toàn xã hội. Và đối với những bệnh nhân mà trên 40 tuổi thì trong tầm soát ung thư thì nó chia làm hai nhóm giới khác nhau. Thì với nam giới hay là nữ giới thì sẽ có những cái yếu tố nguy cơ, có những cái tần suất mắc những cái bệnh lý khác nhau. Đối với những bệnh nhân nữ giới mà sau 40 tuổi thì chúng ta sẽ tầm soát những cái nhóm bệnh nhân ví dụ như là bệnh, bệnh lý ung thư phổi gan, ung um thư vú, ung uh, um thư đường tiêu hóa trong đó có dạ dày, đại trực tràng và ung um thư cổ tử cung. Đấy là những cái nhóm bệnh lý ung um thư mà rất hay gặp ở những bệnh nhân nữ giới. Còn đối với bệnh nhân nam giới thì chúng ta sẽ tầm soát những bệnh lý ung thư như ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày thì đấy là những cái nhóm bệnh lý mà hay gặp ở nam giới chúng ta cần phải tầm soát. Quy trình tầm soát thường sẽ được thực hiện qua các bước sau: Bước 1, khám lâm sàng. Đây là bước cơ bản trong tầm soát ung thư. Bác sĩ sẽ hỏi về các yếu tố nguy cơ cũng như tiền sử bệnh của bản thân và gia đình, đánh giá về tình trạng sức khỏe tổng quát cũng như hỏi về các triệu chứng bất thường của cơ thể nếu có. Những thông tin này là căn cứ để các bác sĩ đưa ra những phương thức tầm soát phù hợp. Bước 2, thực hiện một số kiểm tra cận lâm sàng cơ bản. Sau khi đã khám lâm sàng, bạn sẽ được sắp xếp làm một số kiểm tra cận lâm sàng cơ bản như xét nghiệm máu, xét nghiệm tế bào, xét nghiệm phân. Bước 3, chẩn đoán hình ảnh. Ngoài các xét nghiệm trên, bác sĩ có thể chỉ định thăm dò bằng hình ảnh học với các phương thức chẩn đoán hình ảnh như nội soi, siêu âm, chụp X quang, chụp CT cắt lớp, chụp cộng hưởng từ. À, thực ra thì à tầm soát ung thư ấy, thì nó cũng giống như chúng ta được thực hiện một lần khám định kỳ để chúng ta kiểm tra toàn bộ cơ thể của chúng ta xem nó có bất thường ở những cơ quan gì không. Trong đó thì chúng ta tập trung vào những cái nhóm bệnh lý ung thư thường gặp. Tầm soát ung thư là chúng ta tập trung vào những cái nhóm bệnh lý ung thư, trong đó có 10 bệnh lý ung thư thường gặp ở các cái giới, ở các cái nhóm bệnh nhân mà chiếm tỷ lệ trên 90% cái bệnh lý bệnh nhân ung thư số lượng bệnh nhân ung thư mà chúng ta mắc phải thì trong tầm soát những cái bệnh lý ung thư ấy, thì đầu tiên là bệnh nhân cần được khám được hỏi bệnh để phân tầng yếu tố nguy cơ của bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân nam giới thì khác nữ giới thì khác và độ tuổi khác nhau thì sẽ có cái nguy cơ bị mắc các cái bệnh lý khác nhau từ đó thì sau khi phân tầng được yếu tố nguy cơ mắc bệnh của bệnh nhân thì được các bác sĩ chỉ định thực hiện các cái xét nghiệm các cái chỉ chỉ định về mặt cận âm sàng để làm sao có thể tầm soát được tốt nhất cho bệnh nhân ví dụ như là xét nghiệm máu nội soi siêu âm chụp x quang hay chụp cắt lớp vi tính và dạ. ung ở giai đoạn muộn chẳng khác nào mang án tử đánh vào tâm lý lo lắng của nhiều người các dịch vụ về tầm soát ung thư ồ ạt xuất hiện nhiều người có điều kiện sẵn sàng chi hàng chục triệu cho những gói tầm soát ung thư VIP nhằm ngăn chặn phòng ngừa bệnh tật từ sớm thế nhưng tầm soát ung thư thế nào mang lại hiệu quả thì không phải ai cũng rõ nhất là giữa thời buổi trắng đen lẫn lộn nhiều bệnh viện phòng khám quảng bá dập rộ, thổi phòng công dụng của các gói tầm soát ung thư để thu tiền của bệnh nhân với giá rất cao. Cùng lắng nghe khuyến cáo của chuyên gia về vấn đề này. Hiện tại bởi vì là chính vì căn bệnh ung thư là một trong những nhóm bệnh lý mà làm cho người bệnh bị ám ảnh, sợ hãi và người bệnh rất mong muốn được tầm soát sớm để người bệnh không bị ung thư. Và để mà hiểu rõ hơn thì bác kích sĩ Cảnh xin chia sẻ một chút là ung thư không phải là một bệnh mà ung thư là gồm hơn 200 bệnh lý ung thư khác nhau Có nghĩa là bất cứ một cái bộ phận nào chúng ta có tế bào Thì ở nơi đó đều có thể xuất hiện ung thư Nhưng chúng ta chỉ tầm soát những bệnh lý ung thư thường gặp Mà nó chiếm tới trên 90% Và thứ hai là những cái phương pháp sàng lọc thì được khuyến cáo là có thể ứng dụng, áp dụng cho cộng đồng và với một cái chi phí rẻ hợp lý làm sao chúng ta có thể áp dụng tầm soát cho toàn bộ cộng đồng Do vậy thì không hề có một cái khái niệm gọi là tầm soát ung thư toàn thân Bởi vì không có một cái máy móc nào, không có một cái xét nghiệm nào có thể tầm soát được tất cả các loại bệnh lý ung thư cả Mà chúng ta chỉ tập trung vào tầm soát những cái nhóm bệnh lý ung thư thường gặp mà thôi Ví dụ như chúng ta có thể được áp dụng vào nội soi, chúng ta tầm soát ung thư đường tiêu hóa, chúng ta làm siêu âm, chụp mammo để chúng ta tầm soát ung thư vú, tầm soát ung thư tuyến giáp, và làm siêu âm bụng để là tầm soát ung thư gan hay là với những cái bộ phận ung thư bộ phận trong cơ thể. Dạ vâng.